Thank you.
đi. Để coi là anh nói sàng sàng gần với ông. Dành nói ghét. Ok, bây giờ nói trước cái vấn đề mà sinh đi. Thực chất á, là mình học á, không có gì cả. Học để cho mọi người cũng kinh nghiệm với nhau, làm cho làm tốt hơn thôi. Mà mình học về vấn đề thì phải kêu người này ra, kêu người kia ra nói. Được không? Vấn đề chung thôi. Bây giờ về vấn đề mà chuyện sinh á, lúc mà mọi người làm á, em thấy em ngại luôn á. Em đưa khách vô mở bồn. Mà trong cái bồn á, thỉnh thoảng còn kiểm tra trước ca. Còn coi là cái này, đồ làm việc này. Còn trong bồn mà em không hiểu là lúc mà mọi người gom cái liner tại sao không nhìn là trong cái bồn có còn gì trong đó không, mọi người cố gắng dẹp vệ sinh cái đó giùm em. Chứ bây giờ mà tụi em kêu khách xuống cái trời ơi em xả nước em ghét lấy tay để hốt cái đó chuột đó. Trời kìa nó chết á, tại nhiều lắm câu hoài à, không phải nói câu hoài luôn á. Mấy cái nắp với cái hũ này nè, mấy cái nắp với cái hũ này nè, mọi người làm xong á, em thấy còn trong bồn. Nhưng mà sao mà cái lúc mà dọn cái liner mà sao không gom được hết cái này ra, em không hiểu. Hôm rồi em có hỏi một cái người nào đó làm xong bỏ qua một cái bình sao kỳ vậy, tại sao cái liner của mình sao không chọn được một đống đó gom đi dụng, tự nhiên gỡ cái nắp này ra nè, xài xong cái đã chén đường nó đã được qua một cái bên của bồn mình, nó phải cái thùng rác không chạy đúng không? Cho nên mọi người cố gắng chú ý giùm em, lúc mà dẹp cái liner nhìn vô lại trong bồn mình có còn gì không, còn dẹp vô chứ đừng để lúc mà em xả nước cho thợ cho tắt hết. Trời ơi em thấy em ngại, em không không muốn xả luôn á, phải lấy tay hốt cái đống đó, vừa bên cái liner phải cọt tay dưới móc cái đó ra. Chứ bây giờ mà để nhìn gớm có ai dám lên ngồi đâu. Ok. Rồi xong lúc mà mọi người đưa khách vô làm đây, nhắc mọi người chỗ này nha. Lúc mà khách họ lên họ làm trên, đưa cuốn sổ của họ vào trước, hoặc là cái lúc mà em xả nước em đã đưa cho khách coi rồi, thì mọi người cứ để cho khách họ take time để họ lựa trong cuốn bảng. Có nhiều người hỏi em tại sao khách lại biên thường, mình quấy nó quá, mình gấp quá. Giống như em vô nhà hàng, bây giờ mời em ăn, em chưa kịp kêu gì hết. Bây giờ nhìn kêu đại món này chứ giờ sao? Ngồi bàn nó cứ ra nó thúc mình hoài à. Bắt buộc mình phải nhìn vô đây lấy đại món này. Mà nhìn vô lúc nào cũng nhìn trang đầu tiên, trang đầu tiên còn mấy món rẻ tiền. Họ đâu có thời gian để họ đọc đâu. Cho nên lúc mà bỏ khách lên rồi, đưa cuốn sổ cho khách coi, hỏi khách cho khách uống gì thôi mình đi lấy nước để chi, để mình được tiền tê. Mọi người có thấy mà bà mẹ bà đi dọn dẹp mà bà có tiền tê không? Tại sao bà có tiền tê? Tại bà hỏi khách, bà hỏi khách mày uống gì không, bà lấy cho khách luôn, cho nên bà có tiền tê. Còn mọi người cứ tập trung vô có nghĩa bây giờ tao phải làm kim xịn để tao lấy tiền tê, xin lỗi chuyện chuyện kim xịn nó làm hết rồi, tiền tê nó cho mọi người mà nó cũng không có thời gian để nó đọc cái kim xịn như thế nào nữa. Cứ lên cái bắt đầu bắt vô làm, ê làm chuyện gì, làm này này này, nó không có thời gian đâu mà đọc mà coi, nó cho làm chuyện thường, nó xếp thành ra mọi người làm được bài học. Tại sao hỏi là tụi mình lại làm chuyện thường, vì mình quét nó, mình không có cho nó thời gian để coi cuốn sách này. Chứ mắc gì mình có menu làm chi, mình có menu để cho nó coi mà. Cho nên mọi người cố gắng khách lên ghế đưa cho nó coi. Nó mình đưa cuốn sổ cho nó coi cái đã. Đúng rồi. Mình đưa cho nó coi. Thì lúc mình đưa cho nó thì mình hỏi cho nó uống gì không. Nếu như mà mọi người mà không biết nói tiếng Anh á, thì trong cuốn sổ này có cái mục đồ uống trong đây. Thì mọi người lật qua cái trang đó để cho chỉ cho nó muốn uống gì. Nếu như mà không biết giới thiệu những cái món uống mình có, thì cứ lật những cái trang đó để cho họ coi. Đấy. Thì có tí đó bây giờ phải bỏ ra để cho học thuộc mấy cái menu về nước uống đi. Em xin lỗi nha, mấy người vô đây đã coi được menu này rồi. Rồi. Xin lỗi vậy năm ngoái em không có menu này. Không có cái gì cơ. Em không có menu này năm ngoái, ok. Menu này là mới đây. Năm ngoái chứ. Dạ đi. Nếu mà cái này. Bà mê ở đây làm gì có cái cuốn này. Mà mê có cái gì năm ngoái chứ.
mê mà. Cãi cái tật ham cãi cũng phải cãi à. Đó cho nên bây giờ mời khách lên, đưa cho khách coi, hỏi khách họ uống gì, lấy nước cho họ uống cái đã. Họ không uống, ngồi xuống lột hồ sơ cái đã. Em xin lỗi, hồi xưa là em đi làm khách là em làm kiểu đó, mà em tiền tay nhiều á. Cứ lột màu ra đi, xong rồi hỏi khách ok mày ready chưa, mày biết kim nào chưa. Là lúc đó nó đã có 5-6 phút để lột rồi, 5 cái sơn kia nó ra. Hiểu không? Chứ mọi người mà cứ lên cái đụng 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 rồi cứ lạch cho nó coi luôn. Em thấy có nhiều người á, nó là ê chim này, chim này. Biết chim này làm gì đâu, không ai biết hết. Lên chỉ, chim này là cứ lạch qua cái trang thứ hai nè, 95-80 nè, 67-70 làm như thế này nè. Là chim này, là chim này. Biết cái gì trong đây không mà làm. Khách nó hỏi ê cái này quốc gì. Cứ chỉ không à, không biết nó làm như thế nào, không biết nó quớt như thế nào, cứ ngồi đó chỉ khách, cứ ngồi đó chỉ khách là ừ mày làm chân này, cứ ngắm vô từ 67 không à, 60-67 trở lên, cứ ngắm vô hai chân đó mà làm. Đấy, có mình thấy ai vậy, chân ra hỏi quá. Có thấy cái thằng, hôm nay nó không có đẹp gì, thằng quay hả? Thằng quay á, nó bị dính chuyện xịn hoài à, vì nó đưa khách nè, đưa ông sổ cho ta có thời gian coi nè. Cho nên nó bị dính chuyện 95-80 hoài luôn. Đưa trang cuối luôn. Không, nó đưa trang cuối mà lúc mà nó đưa lúc mà nó đưa giống như em nói, nó đưa cho khách coi trước, nó mới coi xuống nó làm. Nó đưa cho khách coi, nó mới đi lấy đồ. Còn ở đây, anh Tư, anh Trưng, đùng 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 lấy này, quên đưa này. Biết kiếp nè, tiền trong đây nè, chứ không phải tiền trong cái hộp này. Mọi người cứ đùng 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 đi lấy cái chân này trước à. Mà tại sao ừ mình lại mày coi cái đi, tao để coi lấy đồ. Đúng không? Cái đó là thời gian để cho khách nó coi cái này. Không, tôi cho nó khách lên thì nó lên nó ngâm chân rồi tôi kêu mày coi đi, tôi coi đúng là cái gì coi, lấy màu cho nó rồi đang không còn lựa chân xin coi. Cái màu á, mọi cái màu nữa nè, mọi người cứ quan trọng cái màu này nè. Quan trọng cái màu mà. Màu coi sao, không sao hết á. Quan trọng cái chân nè. Cho họ có thời gian để họ coi cái này nè. Chứ không phải quan trọng cái màu. Màu này nó coi cũng được, nó coi sao được. Đến lúc mình massage đó, sức mà nó coi. Lúc massage là đã ăn tiền trong đây rồi. Đấy. Em đang nói với mọi người để chỉ mọi người cách kiếm tiền từ cuốn này. Chứ mọi người bỏ qua cái cuốn này nhiều quá. Nói đa phần là mọi người bỏ qua cuốn này. Vậy là 100 cuốn về tới đây luôn. Cho nên bây giờ kinh nghiệm ta trả lại gì vậy? Bây giờ anh nói kinh nghiệm một cái thôi. Cho khách lên, đưa này cho họ coi trước, rồi đi lấy đồ làm chân. Tóm lại là đưa sổ trước kiếp trước. Cái đó là ý của em. Em đưa cho mọi người để mọi người kiếm tiền. Chứ không phải em kêu mọi người làm theo cách của em. Nhưng mà cái cách đó là để dễ kiếm tiền, dễ làm được kiếm sẻ. Ok, rồi bây giờ mà khi mà đã làm chân xịn thì mọi người làm thách tham nha. Chân nào cũng thế. Chân xịn hoặc là chân thường cũng phải thách tham là cho đúng. Đây mà. Alo. Nói. Cái quá lên có ý kiến. Quá đấy. Nói đi. Chân sơn sờ lát á. Cái sơn sờ lát là mình đã lấy tiền rồi. Cho nên là cái chân, cái lúc mà mình sơn ấy, không được để cái thời gian đấy nó ảnh hưởng cái chân của người ta. Cái chân 50 năm ấy chị. Mọi người ra trước 5 phút được. Nhiều người ra tầm 15 phút ạ. Rất nhiều, từ hôm giờ mình thấy rất nhiều người. Mình không phải không biết, mình đứng trên kênh mình biết. Những người nào ra bao nhiêu phút. Ra 15 phút quá nhanh. Chân người ta nhiều khi 45 phút. Mọi người làm 25 phút xong rồi, xong mất tiêu rồi. Người đắc cơ. Là vì á. Vì mọi người cứ nghĩ là lên sơn rồi đó. Vì mọi người nghĩ là trên 45 đồng 20 đến 25 phút mà chuẩn bị cho lên để chuẩn bị lên sơn mà sơn treo. Và đây nha, 40 phút là bắt đầu bỏ lên sơn đó. Thế cô rồi là 25-28 phút là bỏ lên là sơn mất tiêu rồi. Kể bay là thế. Cái sơn treo, cái tháo treo là mình đã ăn tiền người ta rồi. Không được lẹ, từ xưa giờ mình nói mà trên 50 năm là phải 50 phút ra được bắt đầu sơn. Đó. Thế thế chứ không phải chân 50 năm mà 30 mấy phút ra sơn mất tiêu rồi, ra trong 50 mấy phút là sao? Đâu rồi. Này là ai cũng có ý thức chút là được rồi. Đúng rồi, mình không muốn nói. Tại vì mình nói nhiều thì mọi người nói là mình nói nhiều quá.
chủ có tính, nhưng mà tại vì ai cũng đi trước đường đi thì không ai nói đến hết. Nếu như ai người nào làm cũng đúng giờ, làm đúng cái tâm của mình á, không bao giờ nói đến. Ok, còn vấn đề mà cái đó thì nói lái nói tiếp cái chuyện đó, nhưng mà vấn đề mà mọi người hiện tại bây giờ là nhiều người làm tùm lum cách nữa rồi. Hôm rồi em nói mọi người là đắp khăn xong vừa hai massage. Chị có em nói chị nói chung đó, em đang nói chung ở đây là tại vì em thấy có nhiều người bị như vậy, em mới nói lại lần nữa, tức là bây giờ mọi người làm như thế nào, làm đắp khăn xong cái massage xong sơn, nhưng mà cái lúc sơn mọi người cố gắng rửa cho thật sạch cái lotion với dầu nha, rửa thật là sạch cái dầu đó. Okay. Màu chân của mình khác nay quay lại nó bị chết nhiều quá, màu chao thì thế. Rồi còn vấn đề chỗ làm chân á, hai người ngồi cái bên với nhau làm ơn đừng nói tiếng Việt. Cái điều đặc biệt nhất chỗ này nè, một đứa ngồi cái bên làm chân xịn, một đứa bên đây đưa làm chân thường, quay qua nói chuyện người cái bên đây nó làm chân thường không happy với nó. Xin lỗi, mọi người dám bỏ 30 đồng để lên ghế ngồi làm không? 30 đồng để lên ngồi làm cái chân thường thôi. Tiền mình bỏ ra cả vấn đề mà 30 đồng thôi đó. Cho nên dù họ làm chân thường, sơn thường thì mọi người cố gắng thích khe họ tốt giùm đi. Để chi? Bù lại tiền tê. Không phải người ta không có tiền cho mình đâu, nhưng mà ý thấy người ta làm chân thường khinh người ta lát ngàn đồng cho. Đấy. Cho nên người đó làm chân thường thích khe tốt thì xin lỗi, lát ngàn có tiền tê á. Chứ không phải không có đâu. Thôi em nói chị nghe nè, xin lỗi chị, cái chỗ mà chân thúi con thúi á là gì? Người ta đã không làm được chân người ta có vô đây kiếm mình, bây giờ là mình thôi, mình bend xuống để mình làm cái chân mình cả vấn đề, nhưng mà đòi hỏi mình có dám trả 30 đồng ra mà kia cho ta làm không? Đấy, không dám á. Đúng rồi, mày massage 30 đồng, mày dám hỏi ra 30 đồng mày massage. Nhưng mà bây giờ vô massage cái con không ra gì mà cho tiền tay không? Không. Đúng không? Bây giờ lịch sự cỡ nào xin lỗi mày, lịch sự cỡ nào cho mày đồng. Đó. Người Việt mình đi ăn cho tiền tê là vì cái mặt, chứ không phải vì cái phục vụ. Đấy, mặt mũi mình cho tiền tê thôi. Nhưng mà người Mỹ thì lại khác. Mê không? Tập trung đó đã. Nhưng mà người Mỹ thì khác, họ không có gì cái mặt mũi, họ sẵn sàng làm một chân thường, nhưng họ để cho mình 20-30 nếu mình phục vụ tốt, chứ không phải vì mặt mũi mà họ cho nhiều tiền đâu. Đấy, còn vấn đề đó là đặc biệt không được ngồi tiếng Việt, làm ơn đừng ngồi nói tiếng Việt nữa, bị mắc sai lầm đó nhiều quá, muốn nói gì lát hai người ra nói, cho mượn chiếc xe kìa, bốn chỗ rồi vô trọn đó ngồi nói chuyện. Mở máy lên đổ xăng sẵn cái đó cho ngồi nói chuyện. Mày á là cái đứa mà ngồi nói tiếng Việt nhiều nhất á. Tao không nói rồi, cứ ngồi đó hoài. Mày mà Dính Tính mà hai người ngồi làm chân là cứ ngồi nói tiếng Việt. Tao kêu nha, cứ phải quay qua nói mà phải nhìn tao bên kia là tao mới nhìn không. Xin lỗi mày, tao đi quốc cho bụng mày á. Đấy. Còn vấn đề nữa, khi mà mọi người chà chân á, chà chân làm ơn chú ý trong chân người ta chà nha, chà chân mà cứ coi tivi nè, những người chà chân á có nhiều người mình thấy mò chà nhìn như nè, ủa mình chà chân chứ phải mình coi tivi đâu, coi gì nhà coi, đúng không? Bây giờ chân người ta dùng có sạch hay dơ, xin lỗi mình làm tập trung chú ý, tập trung làm cái chân người ta thì sẽ có tiền tê đó. Gặp em mà em vô ngồi tao làm, mày cũng ngồi coi tivi đâu, cũng đặt mày luôn chứ đó mà làm cái gì, đúng không? Tiền tê đâu ra, không có tiền tê là em đó, em vô cứ ngồi chà chân nè, nhìn nè, cứ chà, cứ thế mà chà, chà giống như là một cái thói quen, chà như một thói quen, cứ coi tivi mà mặt đầu quay qua cái người tròn cái bên rồi nói chuyện, vừa nói vừa chà chân người ta đâu có được đâu, mình làm gì đâu được. Làm nó không professional vậy đó. Làm nó giống như mấy người bán cá mà chợ á. Không có được. Cái kiểu đó là không được, tiền đó không được luôn á. Đúng, chơi mắt chơi khẽ. Không phải nói đúng. Cho nên mọi người làm cứ cố gắng tập trung vô cái chân của người ta làm.
tập trung vô cái chân của người ta làm. Rồi thêm một vấn đề này nữa, hôm nay con Long nó bị, nó không có làm bà đó bị chảy máu là vì cái tay bà nhiều khóe, nhiều da, nó cắt chảy máu. Nhưng mà mọi người nên nhớ một điều, nếu như mà gặp trường hợp đó thì phải nói với khách biết, hoặc là nhỏ ai wow là làm chân, làm chân thấy có khóe sưng rồi phải nói cho khách biết, không đụng tới, gọi em anh Thành hoặc Linh chị Hương tới để chi, để cho có người thứ hai làm chứng để nhìn thấy. Còn khách nó không có khe là ừ bây giờ mày làm như thế nào, tao có vết thương đó từ trước hay chưa, không khe làm ra tao đau tao tổn thương mày, nó đâu có khe đâu. Nhưng mà mình thấy mình phải nói nó, mình không nói nó là lỗi hoàn toàn về mình hết, chứ không phải lỗi của nó đâu. Cho nên chân của nó có bị đứt hoặc là bị gì đó thì cũng phải nói cho nó biết, ê chân mày bị này, hoặc kêu Thành hoặc em xuống nhìn ra nói với khách. Nếu bây giờ mà cứ cố tình làm cho đã lát ra chân nó đau, nó đã bị chảy máu trước đó mà mình chà thêm cái nên nó chảy thêm nữa ra đổ từ mình, phải là mình chảy máu, lúc đó ai chịu trách nhiệm? Mình chịu chứ ai chịu, nó đâu chịu trách nhiệm cái này đâu. Đó, cho nên mọi người nhớ, thấy cái vấn đề gì trên tay mình đã làm neo nhiều năm rồi, mình nhìn vô thì biết nó có chảy máu thì phải nói nó ê tay mình đang chảy máu. Nhiều khách nó cà chớn lắm, nó chảy máu mà không biết nó chảy nữa, cho nên mình làm xong ra cái chảy máu đổ từ mình thôi. Cái chỗ mà chân mà có khóe mọi người cố gắng đừng lấy nha, muốn lấy thì phải kêu em Thành xuống coi đó. Là hôm vừa mình cũng bị mấy con á, cái khóe nó quan trọng lắm á, có nhiều con nó sưng rồi, bây giờ mình lấy mà lấy không hết nó đổ thừa mình đúng không ạ, phiền lắm, mấy cái đó phiền phức lắm. Thứ nhất giải thích nó cả vấn đề mà giờ không giải thích được nữa, tại mình mà trước lúc nó vô thì chỉ sưng nó bị hết, bây giờ mình lấy xong chảy máu là phụ. Bây giờ cái ý đó là mày về mà cái vệ sinh, cái xích thuốc từ vô. Không, nhưng mà tốt nhất á, nếu như mà thấy sưng rồi á thì bỏ qua. Đâu có gì mà đó, tao lấy biết là biết là đau, đau nhưng mà chiều tối hết là nhưng mà nó không, có cá là nó không khe. Có gì mà nó không có khe chỗ đó. Cho nên cái vấn đề ở đây, cho nên vấn đề ở đây nó nếu như mà thấy những trường hợp đã sưng đỏ thì cố gắng là đừng có đụng tới. Còn con nào mà muốn lấy khóe, nói em Thành ơi, bà này có muốn lấy khóe là nhau mình lấy nè, thì lúc đó có cái người thứ hai làm chứng là con này nó muốn lấy thì mình khép nó để lấy. Bây giờ mọi người không ngồi nói mà cứ ngày ngồi cố cười mơi nó quay lại nó nằm ngủ của đồng thực, không ai làm chứng, có mình với nó đủ rồi đấy. Cho nên vấn đề cũng khó lắm, cho nên mọi người cố gắng, nếu mà sưng đỏ là đừng đụng tới. Khuyên mày đi coi bác sĩ đi, khuyên nó đi coi bác sĩ đi, chứ mà đừng đụng tới. Đụng tới bây giờ cái chân 95 đồng, bây giờ đụng tới cả vấn đề là bị gì phiền. Phiền em, mất thời gian, phiền cho mọi người nữa. Ok, còn vấn đề này nữa nè, lúc mà mọi người làm chân xong, những cái cây trà chân mọi người đập vô gác dùm nha. Cái da mình đóng được bằng nhiều cái xin rửa trong lúc mình làm đây là cũng được, nhưng mà rửa cái bước cuối cùng, tức là lúc xả nước rửa, chứ đừng có vừa trà xong mỏi dòng tập bùm trong bồn, cách nó đang ngồi đó nữa đó, mới trà nó xong bùm trong bồn mà nước còn đó nó mỏi bùm trên. Dám nào tôi dọn dẹp xong tôi biết để đập cây nó rồi. Cho nên mọi người cố gắng cái lúc cái nước mà cuối cùng của mình đó cứ này, cái này rất là dễ nè, nó mọi người bây giờ mọi người không cần đập nữa, làm xong hết rồi bỏ cái vô kế cái chén này, cái cục đánh nước mọi người bỏ vô nó đánh ra hết rồi bắt đầu đâm lũng nước xả nước bỏ luôn, chứ đừng để nước đó. Em thấy mọi người làm xong có nhiều người đang massage mà nước vẫn còn trong bồn, xả bỏ nó đi thì lúc mà massage là khách nó sẽ chú ý cái bồn mình á, cho nên cố gắng xả cái nước nó bỏ đi rồi massage sau, chứ đừng để nước trong cái bồn đó mà mình ngồi mình massage. Bồn mà bắt xa mấy cái bờ trong chân của nó nổi lên nó thấy gớm lắm, hoặc là có khách ở cái bên nó cũng gớm nè, cho nên mọi người cố gắng xả nước bỏ cái đó đi, đừng có chứa nước trong đó, lúc mình làm xong xả bỏ liền. Còn thêm vấn đề mà tiệm mình bị á, em không biết mọi người bị vấn đề chỗ này mà bị mắc hoài, cái người đang làm cứ lại đứng nói chuyện, đứng kê mặt xuống rồi nói chuyện. Mình là người đứng mà người cao hơn cái người thợ, cao hơn khách,
trên bàn á, thậm chí làm chân nữa nè, đi ngang phải ghé vô đứng lên nói hỏi vậy đi. Em nhắc hoài luôn, em đâu có thích nhắc hoài đâu, nhắc hoài thì nói là em nhắc hoài, nhưng mà ý cái đó là đã sai mà, không có đúng đâu. Còn thôi là làm tay trên kia thì lại ngồi cái bên ngồi nói chuyện và tâm sự mộng. Lát ra không có tiền tê, có nói chuyện khách đâu có tiền tê, có chú ý làm cho khách đâu có tiền tê. Kiếm con nhỏ ngồi cái bên, kiếm cái thằng ngồi cái bên nói chuyện thành tiếng chuyện kêu cho tiền tê. Chứ giờ ai cho tiền tê vậy? Là mình đi vô một cái tiệm mễ ngồi đó tiếng mễ, hai đứa nói tiếng mễ không à, nó khe đó mình để mệt rồi đó, không thích rồi đó, đúng không? Cho nên cố gắng muốn nói gì á lát ra ngoài nói, hoặc là đi xuống sau mình nói. Còn điều tối kỵ đó là làm thì cũng cố gắng ngồi bấm điện thoại nha, rồi hay rút điện thoại ra bấm. Mày biết tao nói ai mà đúng không? Mày là đứa bị nhiễm nhất đó đó, bỏ qua đi. Dạ sao đi, mặc tự nhiên sao nói bỏ qua vấn đề đó đi. Vấn đề mà lúc mà mọi người mà ăn mà đói quá thì xuống nói em câu ra sao ăn, chứ bây giờ đừng để khách nó ngồi đợi lâu quá. Nhiều người ra sao ăn mà phải hâm cho thiệt là nóng lên, phải ngồi cho ăn một chút mới ra làm, mà khách nó đâu có đợi mình được cái đó đâu. Mình đợi khách chứ khách nó không đợi mình cái đó. Cho nên cố gắng, nếu đói quá thì nói anh tí đi ra sao ăn đường đưa người tiếp theo làm, nhưng mà mọi người không có bị mất tên đâu, đừng có sợ cái đó, em không bỏ tên đâu. Chứ đừng có để mà khách nó ngồi đợi quá lâu rồi đó, mà trong khi đó những người kia đang ngồi đợi thì cứ đưa người kia nào kế tiếp làm trước đi, lát em quay tên lại cho. Còn cái vấn đề đó là lúc mà mọi người làm tay á, những người nào mà đang làm bột mà cắt manicure á, thì mọi người cắt xong nhớ lấy lotion bóp cho ta nha. Bây giờ mình đã thành đó, tại người ta trả tới 8 đồng rồi, cho nên bóp. Những người mà làm me thường hoặc là làm sờ lát á, cũng phải bóp cho người ta cho đàng hoàng nha. Giống như hồi nãy thằng Jimmy nó làm bao kia 8 đồng me thường thôi, nhưng mà ngồi bóp nói chuyện vui vẻ và lát kia phải cho mình. Cho nên mọi người làm gì làm, cố gắng khách tham, nói chuyện với khách, phục vụ khách giùm. Thứ nhất, mọi người có tiền tê, thứ hai, tiền có thêm khách. Mọi người có thêm tiền. Tiền có thêm khách là mình có thêm tiền thôi. Còn vấn đề chỗ mà mọi người làm xong á, những người mà làm trên bàn á, các bạn trải trả tay của mình á, làm xong bỏ dầu quăng trên bàn, wash your hand. Làm xong, chiếc dầu lên, quăng cái bàn trải lên bàn á, hey, wash your hand. Không muốn đấm vô mặt cái gì đâu ơi, thiệt á, đúng không? Làm sao mà bỏ dầu nè, lấy bàn chải bỏ tay ra nè, nó đang xè tay cho mình mà, bỏ bàn chải vô tay ra nè, kêu bàn chải rửa tay chứ đâu phải mà đứng về chết chết dùng bàn chải quá sức hết đi rửa tay mày. Giống như mình ra lệnh á, người ta vô đây ta trả tiền mình để mình phục vụ, chứ mày trả tiền mày ra lệnh đâu. Sao ra cười dữ vậy? Đúng không? Dù mình không biết tiếng Anh nhưng mình cũng phải có phép lịch sự. Mình không biết tiếng Anh gì hết á, nhưng mà mình cầm bàn chải để tay người ta cũng biết, chứ đâu phải đợi nên biết tiếng Anh đâu. Mà cái này biết tiếng Anh mà quăng kiểu đó cũng như không biết luôn đó. Cho nên những cái điều mà ngày hôm nay em nói, mọi người nói như đó, cố gắng đừng để mắc sai phạm. Những người nào mà làm tay được á, cái bộ mà khách mà đưa ra làm tay được thì mọi người đã làm, còn mà cảm thấy mình làm không được á thì cứ buồn để người khác làm. Thứ nhất mình không bị mất cái thời, thứ hai mình không bị mất tiền. Đừng có ngồi cố làm cho đã đời mất cái thời đó lại mất tiền đó. Cho nên mọi người cố gắng nhìn hình, ok làm không được đâu. Cái này thứ nhất khó, thứ hai mình làm nó không được mình lên mất tiền mất thơ, thôi để mình chấp nhận để người khác làm. Ủa mình chấp nhận để người khác làm chứ mình đâu mất thơ đâu. Mà nhiều người nghĩ á, chấp nhận thôi, bây giờ khách vô mình làm mình nói hôi tay thì mình làm được, cố gắng làm cho được, làm xong cái đã không được thì người khác làm, mất cái thơ mình đang làm, cái đó là mất thơ. Còn mà mọi người vô nhìn hình, thôi làm được, Phương làm với Phương,
mình đâu bị mất khách đâu, mất cái khách khác. Nhưng mà cái người mà bắt cái con khách đó được phi thời, vì người đó làm được cái thân đó người được phi thời. Còn mà cái người không làm được, không bị mất thân, chẳng được bắt khách khác chứ đâu được mất thân. Nhưng mà mọi người nghĩ đơn giản quá, ừ mình bỏ con đó uổng quá. Nhưng mà nó nhớ tiền mình đưa theo thân nên bắt hên xui mình, dính con nhiều tiền đó tiền hên xui. Cho nên đừng nghĩ vấn đề bỏ con này mình có con sao ít tiền hơn, không gì đâu. Mọi người nhớ một điều, ít tiền hơn làm cái thời gian nó ít hơn khác nhau. Kinh 30, kinh 95, thời gian làm khác nhau chứ nó đâu giống nhau. Nhưng mà mọi người cứ nghĩ là phải làm kinh riêng là sẽ vô có nhiều tiền, nhưng mà mình phải thấy xa hơn. Kinh thường mình làm theo cái thời gian kinh thường, kinh xịn làm theo thời gian kinh xịn. Nhưng mà cái chân thường mọi người lên khách tham massage thêm. Nhiều massage người bỏ quá, quá đơn giản. Bỏ lên massage được hai chưa được mấy giây nữa, một chân chưa được một phút nữa xong rồi. Nhiều lúc thấy nhiều lúc thấy mọi người chưa cắt luôn. Nhưng thế mọi người đang nhớ một điều á, những người Mỹ họ đi làm, người ta làm chân họ không ta làm nhiều tiền mà mình đâu. Mình làm nail là nhiều tiền đó. Họ đi làm giờ mi lông của họ 9 đồng 10 đồng. Tiếng đồng hồ 9 đồng 10 đồng.